Xin chào mừng các bạn đến với tin nóng y tế của kênh Sức khỏe và Đời sống. Việt Nam hỗ trợ Lào thực hiện 2 ca ghép thận từ người hiến sống thành công. Tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 của quân đội Lào phối hợp với lại Bệnh viện Quân y 103 Việt Nam thông tin về 2 trường hợp đầu tiên được ghép thận thành công tại Lào. Tại buổi họp báo, Đại tá Savansay Dalasa, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào đã thông tin về kết quả thành công của 2 trường hợp bệnh nhân được ghép thận đầu tiên tại Lào. Ông cho biết hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân phục hồi tốt và có thể sinh hoạt bình thường, kết quả xét nghiệm sinh hóa và nước tiểu được cải thiện rõ rệt. 2 bệnh nhân tới nay đã trở về bình thường như những người khỏe mạnh khác. Trước đó, ngày 31 tháng 12 năm 2022, gần 100 cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào với sự hỗ trợ của 8 chuyên gia của Bệnh viện Quân y 103 Việt Nam đã thực hiện thành công ghép thận từ người hiến sống ở 2 trường hợp. Các bác sĩ điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào đã tham gia vào tất cả các công đoạn, có những kỹ thuật tự chủ thực hiện. Bác sĩ chuyên gia Việt Nam hướng dẫn và kiểm soát chặt chẽ kỹ thuật, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, an toàn và thành công của phẫu thuật. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y khẳng định thành công của 2 ca ghép thận là kết quả hợp tác giúp đỡ giữa Bệnh viện Quân y 103 Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào. Kết quả này khẳng định trình độ, năng lực và uy tín của các bác sĩ quân y Việt Nam, góp phần cụ thể hóa tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào, là dấu mốc ý nghĩa chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Đại tá Savansay Dalasat, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào khẳng định kết quả thành công của 2 trường hợp ghép thận đầu tiên tại Lào là sự hỗ trợ giúp đỡ của Việt Nam, được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào, là một mốc son lịch sử quan trọng. Đây cũng là một trang sử mới của ngành y tế Lào, là một bước tiến để nâng tầm công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân lên ngang tầm với các nước trong khu vực và quốc tế. Nhân dịp này, Bệnh viện Quân y 103 Việt Nam cũng trao tặng cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào 1.000 bộ quần áo bệnh nhân và nhiều loại thuốc vật tư hỗ trợ ghép thận. Trên đây là bản tin nóng y tế của kênh Sức khỏe và Đời sống. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.